Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Thành Nhẫn xin được cảm ơn quý vị luôn đồng hành cùng chúng tôi qua những clip tin tức thời sự nóng nhất, chính xác nhất. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy hạnh phúc. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức cập nhật nóng nhất trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin Covid sáng mùng 3 tháng 11 ghi nhận 5.637 ca mắc tại 52 tỉnh, có 2.258 ca trong cộng đồng. Đắk Lắk huy động 260 sinh viên y dược tham gia chống dịch Covid-19. Bình Thuận ca nhiễm cộng đồng tăng, điều chỉnh biện pháp chống dịch. Cà Mau không còn vùng xanh, công bố cấp độ dịch áp dụng vào 0 giờ ngày mùng 3 tháng 11. Cần Thơ kích hoạt thêm bệnh viện điều trị Covid-19. Thanh Hóa phong tỏa nhiều cụm dân cư, bệnh viện tại thị xã Nghi Sơn. Và sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin Covid sáng mùng 3 tháng 11 ghi nhận 5.637 ca mắc tại 52 tỉnh, có 2.258 ca trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dịch Covid mới nhất của Bộ Y tế trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 5.637 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 5.613 ca ghi nhận trong nước, tăng 18 ca so với ngày trước đó, tại 52 tỉnh, thành phố, có 2.258 ca trong cộng đồng. Cụ thể, tại Đồng Nai 858 ca, Bình Dương 780 ca, thành phố Hồ Chí Minh 682 ca, Kiên Giang 421 ca, Bạc Liêu 316, An Giang 314, Tiền Giang 202, Sóc Trăng 165, Bình Thuận 164, Cần Thơ 146, Tây Ninh 131, Long An 116, Bắc Ninh 115, Hà Giang 93, Đồng Tháp 91, Ninh Thuận 89, Đắk Lắk 80, Gia Lai 74, Bà Rịa Vũng Tàu 67, Trà Vinh 67, Cà Mau 62, Phú Thọ 59, Hà Nội 56, Vĩnh Long 50, Bến Tre 47, Hậu Giang 46, Thanh Hóa 45, Bình Định 40, Nghệ An 36, Khánh Hòa 26, Hà Nam 21, Lâm Đồng 20, Bắc Giang 17, Bình Phước 13, Đắk Nông 11, Quảng Nam 11, Thừa Thiên Huế 10, Kon Tum 10, Quảng Ngãi 9, Thái Nguyên 8, Đà Nẵng 7, Quảng Bình 7, Nam Định 7, Hải Dương 4, Hải Phòng 4, Vĩnh Phúc 3, Quảng Ninh 3, Hà Tĩnh 2, Sơn La 2, Tuyên Quang 2, Hưng Yên 2, Điện Biên 1, Lào Cai 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Đồng Nai tăng 201 ca, An Giang tăng 99 ca, Bình Dương tăng 98 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 932.357 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 9.465 ca nhiễm. Đến nay có 12 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Cạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 433.751, Bình Dương 234.520, Đồng Nai 67.294, Long An 35.063, Tiền Giang 17.009. Về tình hình điều trị, trong ngày có 2.741 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 824.806 trường hợp. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11 ghi nhận 74 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 31 ca, Bình Dương 19 ca, An Giang 6, Kiên Giang 4, Đồng Nai 4, Long An 3, Cần Thơ 2, Tiền Giang 2, Tây Ninh 1, Khánh Hòa 1, Đắk Lắk 1. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 22.205 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 1 tháng 11, có 1.277.565 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 83.000.000.
53.131.464 liều, trong đó tiêm một mũi là 58.013.895 liều, tiêm mũi 2 là 25.117.569 liều. Bình Thuận ca nhiễm cộng đồng tăng, điều chỉnh biện pháp chống dịch. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 11, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định điều chỉnh, bổ sung quy định tạm thời các biện pháp hành chính, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đây là quyết định điều chỉnh bổ sung quyết định số 2780 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ngày 18 tháng 10. Theo đó, bổ sung thiết lập các chốt kiểm soát tại các xã, phường, thị trấn vùng đỏ, vùng cam để quản lý việc ra vào vùng đỏ, vùng cam theo quy định và bắt buộc phải xuất trình chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình để quyết định thành lập các chốt kiểm soát đảm bảo linh hoạt, thuận tiện trong quản lý và phù hợp với thực tế của địa phương. Căn cứ cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chuyển cấp độ dịch. Trong trường hợp nâng cấp độ thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng và một số quy định điều chỉnh cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp hành chính đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Việc áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 3 tháng 11. Được biết trong 3 ngày, 31 tháng 10 và mùng 1, mùng 2 tháng 11, số lượng ca nhiễm, trong đó ca nhiễm cộng đồng tại Bình Thuận tăng chóng mặt. Cụ thể, ngày 31 tháng 10 có 130 ca nhiễm thì có đến 96 ca nhiễm trong cộng đồng. Ngày mùng 1 tháng 11 có 167 ca nhiễm, trong đó có 135 ca nhiễm cộng đồng. Và ngày mùng 2 tháng 11 có 164 ca nhiễm thì có đến 110 ca nghi nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, thành phố Phan Thiết vẫn là địa phương gần đây có số ca nhiễm và nhiễm trong cộng đồng nhiều nhất. Nếu tính từ ngày 1 tháng 9, toàn tỉnh mới chỉ có 2.348 ca mắc COVID-19, Nasi 1.601, Phan Thiết 478, thì 2 tháng sau, mùng 1 tháng 11, Bình Thuận đã có 5.511 ca mắc COVID-19 và thành phố Phan Thiết đã có 2.001 ca nhiễm. Qua mặt thị xã La Di 1.986 ca, nơi được xem là điểm nóng của Bình Thuận trước đây. Tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 mới đây, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, các biện pháp phòng chống dịch tỉnh đang triển khai thực hiện chỉ mới đáp ứng được một phần so với yêu cầu thực tế. Do đó, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét để điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Mục tiêu là phải kiểm soát cơ bản được dịch bệnh, không để số ca mắc gia tăng nhanh, lây lan trên diện rộng. Ông Phong cho rằng, hiện nay phương hướng phòng chống dịch của tỉnh là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện đã có biểu hiện lơ là, chủ quan từ các cấp chính quyền và cả trong nhân dân. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất, y tế phục vụ điều trị các ca nhiễm, tỷ lệ tiêm vaccine còn hạn chế. Chính những yếu tố này là nguyên nhân khiến các ca mắc mới trong cộng đồng gia tăng mạnh trong thời gian qua. Cà Mau không còn vùng xanh, công bố cấp độ dịch áp dụng vào 0 giờ ngày 3 tháng 11. Thưa quý vị, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng ký ban hành quyết định công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn áp dụng từ 0 giờ tối ngày 2 tháng 11. Theo đó, tất cả 101 đơn vị cấp xã của tỉnh Cà Mau không còn cấp độ dịch COVID-19 cấp 1 nguy cơ thấp vùng xanh. Cụ thể, cấp độ dịch COVID-19 cấp 4 nguy cơ rất cao, vùng đỏ, có 5 đơn vị cấp xã, gồm xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, xã Khánh Hội, huyện U Minh, xã Tân Duyệt và xã Tạ An, Khương Đông, huyện Đầm Rơi. Còn cấp độ dịch COVID-19 cấp 3 nguy cơ cao, vùng cam, có 22 đơn vị cấp xã, tăng 18 xã so với lần công bố trước đó. 74 đơn vị cấp xã còn lại thuộc cấp 2, nguy cơ trung bình, vùng vàng. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã chỉ đạo tạm dừng tổ chức dạy và học trực tiếp đối với 16 trường học trên địa bàn huyện Thới Bình và Đầm Rơi. Các trường tiểu học tiếp tục nghỉ học, các trường trung học cơ sở chuyển sang dạy và học trực tuyến theo kế hoạch. Cần Thơ kích hoạt thêm bệnh viện điều trị COVID-19.
Thưa quý vị, theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong 14 ngày qua, từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, thành phố đã ghi nhận 1.785 trường hợp F0, trong đó có 165 ca F0 được phát hiện qua tầm soát tại cơ sở y tế, 685 ca F0 được phát hiện trong khu cách ly, 591 ca F0 được phát hiện trong khu phong tỏa, 344 ca F0 được cách ly tại nhà. So với 14 ngày trước, số F0 tăng 2,7 lần. Các ca F0 tăng mạnh là do xuất hiện thêm một số ổ dịch tại một số hẻm khu vực đông dân cư, bệnh viện, công ty như khu vực 6, phường An Cư, quận Ninh Kiều, khu vực 1, khu vực 2, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, khu vực Quy Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, công ty thủy sản Cá Việt Nam, khu công nghiệp Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, công ty thủy sản BD thuộc khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, bệnh viện Đa khoa thành phố. Trước tình hình dịch bệnh tăng mạnh và lây lan nhanh, từ 9 giờ ngày 1 tháng 11, Cần Thơ đã nâng cấp độ dịch trên địa bàn thành phố lên cấp độ 2. Hiện tại, Cần Thơ có 1 quận ở cấp độ 1, còn lại 8 quận huyện ở cấp độ 2, có 29 xã, phường, thị trấn cấp độ 1, có 43 xã, phường, thị trấn cấp độ 2, có 10 xã, phường, thị trấn cấp độ 3 và 1 phường cấp độ 4. Để tăng cường các giải pháp phòng chống dịch, Cần Thơ đã huy động các lực lượng y tế, công an, quân đội áp dụng đồng bộ quy trình 24 giờ dập dịch khi có F0 mới, khẩn trương khoanh vùng rộng và phong tỏa diện hẹp nhất, đồng thời tổ chức cách ly y tế nhanh nhất các trường hợp F1, F2 liên quan. Trong 14 ngày qua, thành phố đã truy vết được 2.496 trường hợp F1 và 1.227 trường hợp F2, đồng thời xét nghiệm test nhanh cho 37.868 lượt người và test nhanh PCR cho 50.361 lượt người. Đến nay, Cần Thơ có 32 khu cách ly tập trung đang tiếp nhận 2.338 người và số người đang cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà là 12.685 người. Ngành y tế thành phố cũng đang kích hoạt thêm các bệnh viện điều trị COVID-19, tổ chức việc thu dung điều trị bệnh nhân theo mô hình tháp 3 tầng với 3.470 giường bệnh, trong đó tầng 1 gồm 8 bệnh viện với 2.350 giường, tầng 2 gồm 6 bệnh viện với 920 giường, tầng 3 gồm 3 bệnh viện với 200 giường. Hiện tổng số bệnh nhân đang điều trị là 1.420 người. Bên cạnh việc tích cực điều trị, thành phố đang khẩn trương triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Tính đến cuối ngày 1 tháng 11, Cần Thơ đã tiêm 1.155.258 liều, đạt 76,5% tổng số liều đã được nhận. Có 71,6% dân số đã được tiêm mũi 1, số người được tiêm đủ mũi 2 đạt 21% dân số. Số người từ 18 tuổi trở lên tiêm đạt 94,3% mũi 1 và người tiêm đủ 2 mũi đạt 27,6%. Ngành Y tế thành phố kiến nghị với Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố thống nhất chủ trương cho phép thực hiện thí điểm cách ly F1, F0 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các quận, huyện chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung trên địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc trọng tâm, trọng điểm tại các điểm nguy cơ, đối tượng nguy cơ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Có thể khởi công xây đường sắt tốc độ cao Bắc Nam năm 2028. Thưa quý vị, chiều ngày 1 tháng 11, tại hội nghị công bố quy hoạch đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, Chính phủ sẽ xin ý kiến Bộ Chính trị báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị tốc độ cao trong nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Bộ sẽ lập báo cáo khả thi, duyệt thiết kế, giải phóng mặt bằng đến năm 2028-2029 sẽ khởi công một số gói thầu trong hai đoạn Hà Nội Vinh, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Bộ trưởng Thể nhấn mạnh, đường sắt Bắc Nam là tuyến quan trọng nhất vận chuyển hành khách và hàng hóa, trong đó có tuyến tốc độ cao trong giai đoạn tới. Địa phương có đường sắt đi qua có thể hình thành khu đô thị mới xung quanh ga mới, nên cần đồng hành với Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh quy hoạch cục bộ để phát triển đô thị, khai thác đồng bộ với tuyến đường sắt tốc độ cao, hỗ trợ Bộ trong công tác giải phóng mặt bằng tái định cư.
Sau khi có đường sắt tốc độ cao chở hành khách, tuyến đường sắt cũ sẽ đảm nhiệm vận tải hàng hóa. Bộ Giao thông Vận tải đã lập quy hoạch nhiều tuyến đường sắt kết nối với cảng biển. Theo ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài 1.545 km, đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tốc độ khai thác lớn nhất đến 320 km/h. Giai đoạn 1 trước năm 2030 sẽ xây dựng hai đoạn Hà Nội Vinh và thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, tổng mức đầu tư khoảng 112.000 tỷ đồng. Ngoài 7 tuyến hiện có dài khoảng 2.440 km, khi mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2030 có thêm 9 tuyến mới, tổng chiều dài 2.362 km, tổng đầu tư đến năm 2030 gần đến 240.000 tỷ đồng, được huy động từ vốn đầu tư công, vay ODA, xã hội hóa theo hình thức PPP. Đến năm 2050, quy hoạch xác định tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ hoàn thành cùng với các tuyến mới tại khu đầu mối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt kết nối cảng biển, khu công nghiệp, Tây Nguyên, đường ven biển, kết nối quốc tế. Mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2050 gồm 25 tuyến dài 6.354 km. Trong 9 tuyến đường sắt mới được quy hoạch đến năm 2030, lớn nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội đến ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, dài 1.545 km. Phía Bắc có 3 tuyến Yên Viên, Phả Lại, Hạ Long, Cái Lân từ ga Yên Viên Bắc đến ga Cái Lân, dài 129 km. Tuyến Hà Nội-Hải Phòng song song với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng với các khu bến cảng Đình Vũ, Nam Đồ Sơn và Lạch Huyện dài 102 km. Vành đai phía đông Hà Nội có tuyến đường sắt Ngọc Hồi, Lạc Đạo, Bắc Hồng dài 59 km, chuyển đoạn Ngọc Hồi, Yên Viên, Gia Lâm, Lạc Đạo thành đường sắt đô thị. Miền Trung có tuyến Vũng Áng, Tân Ấp, Mụ Dạ từ cảng Vũng Áng đến biên giới Việt Nam, Lào, đèo Mụ Dạ dài 103 km. Phía Nam có 4 tuyến Biên Hòa, Vũng Tàu từ ga Trảng Bom đến ga Vũng Tàu dài 84 km, tuyến thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ từ ga An Bình đến ga Cái Răng dài 174 km, tuyến thành phố Hồ Chí Minh Lộc Ninh từ ga Dị An đến biên giới Việt Nam Campuchia, cửa khẩu Hoa Lư dài 128 km, tuyến Thủ Thiêm Long Thành.